Hoa Cải Vàng xin mến chào quý ông bác, quý anh chị. Chào mừng các bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Trình lại đang trên đường đi vào nhà của bạn Lập rồi các bác. Hôm nay thì sẽ lại mang hai phần quà. Đấy, hai hộp mì tôm các bác ạ, một phần quà hai hộp mì tôm của cô Vũ Thị Nga đến trao cho các em nhỏ. Thì bây giờ sẽ mời tất cả quý bác anh chị cùng theo chân của cháu Trình đi vào nhà của bạn Lập các bác nhé. Đấy, hôm nay thì cháu Trình từ sáng ấy các bác cũng lên được mấy hoàn cảnh rồi, mấy nhà rồi. Cháu Trình mang những phần quà của cô đến trao cho từng hoàn cảnh. Đấy thì vừa rồi cũng đi vào nhà của bạn Tài rồi, bạn Tài với lại bạn Quân. Đấy, hôm nay thì Tài với Quân là mưa quá ấy các bác. Và xe cháu Trình chỉ đi một cái xe thôi. Và cháu Trình với lại bạn đồng hành của cháu Trình nữa thì hai em nhỏ là đi bộ lên trước rồi, lên chỗ nhà của bạn Lập rồi các bác ạ. Đi đường tắt đấy các bác, đi bộ lên đấy. Thì bây giờ cháu Trình sẽ đi vào để mà trao hai hộp mì tôm cho bạn Lập các bác nhé. Cái con đường đi vào nhà của bạn Lập thì cũng đi khá là dễ các bác. Tuy nhiên thì chỉ có đường xe máy đi được thôi. Đến đoạn này thì khá là nhỏ và đường khá là trơn, cho nên là cháu Trình để xe ở ngoài các bác ạ. Sợ ra đến đây trượt bánh một cái lại đi lăn vào ruộng đấy các bác ạ. Rất là sợ đấy. Ở đây thì đất chỗ nhà bạn Lập ấy thì cũng khá là bằng phẳng đấy các bác ạ. Và nhìn cũng rất là thoáng và trong lành. Hôm nay là mưa, hầu như là mưa cả ngày luôn đấy các bác. Cứ mưa một lúc lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Vừa rồi thì đến nhà của bạn Tài thì cháu Trình cũng lại dừng một lúc để mà đợi tạnh mưa, cháu Trình vẫn lại tiếp tục lên đấy. Phía đằng xa xa kia ấy các bác thì cháu Trình đang thấy mấy bạn nhỏ đang cuốc bờ ruộng ở kia kìa. Đấy, khả năng là có bạn Lập với lại là em Quân là ra đến đấy rồi các bác ạ. Ở đây có đằng kia có một bác đang đang để ruộng, bác gái của bác ạ, bác gái đang bừa hay sao đấy, như là bừa nhưng mà là cây. Bà con mùa này là bắt đầu tấp nập để mà làm ruộng rồi đấy các bác, khá là vất vả đấy. Mùa này là hầu như là đi đến đâu là không gặp ai ở nhà đâu, toàn đi làm ruộng hết các bác ạ. Cháu Trình sẽ dừng ở đây một chút và cho các bác anh chị cùng xem cái có một bác đang làm ruộng ở phía đằng kia. Đây các bác ạ, bác gái, không biết có phải mẹ của Lập hay không các bác, đang bừa ruộng đây này. Đấy, hình như là mẹ của Lập hay sao ấy bác, các bác ạ. Nhà của Lập thì ở ngay đây này các bác. Đấy, thấy mái tôn là mái pro xi măng ấy, là cứ các bác có thể nhìn thấy rồi. Đấy, đang bờ ruộng ở đây. Vẫn dùng sức con trâu các bác nhé. Phía đằng xa xa kia thì cháu Trình nghe thấy tiếng máy. Đứng ở đây thì con trâu sợ các bác ạ. Cháu Trình sẽ đứng ra xa một chút. Lăng Na à? Đang bừa. Đấy em cầm hai hộp mì tôm xuống đi. Ui, có con chó kìa. Chó khá là to đấy các bác ạ. Em mang hai hộp quà lên để ở nhà trước đi nhá. Anh xuống dưới kia xem các em nhỏ đang làm một chút. Đi vào bản là khá là sợ con chó đấy các bác ạ. Nhiều con là rất là hung dữ luôn. Không phải thật là nó cắn cho đấy. Các em nhỏ đang phụ giúp nhau ở đây này. Bạn Tài với lại bạn Quân thì vừa mới lên sau các bác nhé. Lên nhà bạn Lập ấy cũng đi theo cháu Trình lên đấy, tại vì vừa rồi là cháu Trình vừa mới đi nhà bạn Tài về đấy các bác. Thì
hai em đang gặp bạn lập quốc bờ ruộng ở đây thì có chạy ra phụ bạn ấy một lúc. Đây là cái khung cảnh nhà của em lập của bác nhé. Ở khu này thì chỉ có hai nhà thôi, nhà bên trên và nhà của bạn Lập ở đây. Đấy, có hai nhà. Và từ nhà bạn Lập xuống nhà của bạn Tài ấy thì cũng đi một đoạn, đi bộ men theo cái đường đường mòn ở kia xuống là đến nhà bạn Tài các bác nhé. Đến đây lâu chưa? Quân. Lâu rồi. Lâu rồi à? Quân chào các bà đi Quân. Con chào các bà. Rồi, Tài này. Con chào các bà. Rồi. Đấy, đây là con bò của nhà Lập à? Đấy, có con bò cũng lấy ra đây để mà buộc. Đấy, cứ thay phiên mỗi người quốc một lúc cô bác ạ. Bờ ruộng là mùa nào cũng phải quốc ra như thế này, xong lại đáp vào cô bác nhé. Quốc ra, quốc cỏ ra, xong lại đáp vào. Đấy, cũng làm rất là vất vả đấy. Tại vì không quốc thì có rất là nhiều cỏ đấy các bác. Nhiều bác bảo là làm ruộng bậc thang mà cứ đến một vụ lại làm cỏ, quốc đất như thế này thì sẽ không chắc và hay sạt lở. Thì đúng như vậy các bác ạ, hay sạt lở lắm. Và nếu mà không quốc thì có rất là nhiều cỏ. Và nếu mà phun thuốc ấy các bác thì đất nó sẽ tươi và xốp hơn và dễ sạt lở hơn rất là nhiều nữa. Đấy, như nhà của mấy bác ở đây thì khá là thở to đấy, thì cũng làm khá là dễ và không hay sạt lở đâu. Những cái thở nào mà nhỏ nhỏ thì nó mới hay sạt lở đấy các bác. Đất đây ở quê là đất như này gọi là đất tốt rồi đấy các bác ạ. Đấy, làm những cái công việc như này là cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật đấy các bác. Quốc cẩn thận. Đấy, tay phải đều, không là quốc vào chân đấy. Đấy, bạn Kiên, bạn Lập ấy thì đang quốc ở phía bên kia kìa. Tính ra là quốc như này ấy, phải có hai người. Đây, một người là quốc phía bên trên, còn một người là quốc phía bên dưới này. Đấy, một người trước, một người sau. Đã làm lâu chưa Lập? Lâu rồi. Lâu rồi à? Ui ôi, dính toàn đất rồi. Đang thở rất là dốc đấy các bạn. Nào chào các bà đi Lập. Con chào các bà. Rồi. Đang khá là mệt đấy các bác, nghe tiếng thở rất là to. Toát hết mồ hôi và da là ngâm đen hết rồi. Cứ đến mùa này thì các em được nghỉ hè. Khi mà nghỉ hè về thì lại trùng vào cái mùa mà vất vả nhất ở của bà con người dân. Đấy, mùa nghỉ hè là các em là về giúp bố mẹ làm những cái công việc đồng áng là rất là vất vả các bác ạ. Thế nên mới có cái câu nói đùa như thế này, làm về nhà mà làm mệt như thế này thì khi mà đi học thì chả trôi hết chữ đi các bác. Về nhà thì chả còn nghĩ đến việc học hành là năm nay học được cái gì nữa. Về làm ruộng, làm giấy rồi mệt mỏi quên hết chữ đi rồi. Thì các em ở đây thì cũng không được bồi dưỡng học thêm. Đấy, cứ đi học về lại bắt đầu đi vào ruộng làm những cái công việc rất là vất vả. Cho nên là về cái quá trình học ấy thì các em sẽ không thể so với lại các bạn ở thành phố được bồi dưỡng rồi học thêm được các bác ạ. Phía dưới kia có phải không Quân? Phải. Đấy, em Quân thì hôm nay là đến gặp nhà bạn Tài thì cùng bạn Tài đi cắt cỏ. Đến gặp bạn Lập thì lại cùng bạn Lập quốc bờ ruộng. Cái công việc ở vùng quê mà hầu như là công việc gì cũng đến tay của các em nhỏ làm. Đấy, ở phía xa xa kia thì có một chú đang lái máy cày loại mini đấy các bác, loại nhỏ đấy, để mà cày ruộng.
cái loại máy cày ở kia thì cũng rất là nguy hiểm luôn các bác ạ. Trước thì bên kênh anh chị Quyền Yển hiện tại là đang chia sẻ một anh tên là anh Hải đấy các bác, là bị cái máy cày như chú bên kia đang cầm ấy, đang lái đấy, là bị cắt vào tay, vào chân, bây giờ là cắt vào chân đấy các bác, bây giờ là chân là bị gãy, bị đứt một chân và một chân thì cũng bị gãy rồi, hiện tại đang xuống bệnh viện để mà cắt đấy các bác ạ. Những cái công việc này thì rất là vất vả luôn các bác. Thì quý các bác anh chị thông cảm, tại vì cháu Trình cũng không thể mà trò chuyện với lại các em lúc này được, tại vì các em đang làm rất là mệt. Nếu mà hỏi các em về câu chuyện gì để các em trả lời ấy, thì sẽ rất là tội các em. Ba bạn chơi với nhau, ba bạn thân nhất, và nhờ có bạn bạn Quân thì mới cháu Trình mới có thể biết đến hai bạn, bạn của Quân đó là bạn Tài và bạn Lập. Hôm nay thì thiếu một em nhỏ, đó là em Thu, em gái của Tài. Thì em Thu thì đang theo bố mẹ đi làm ruộng rồi các bác, thì không gặp bạn ấy. Còn Tài thì hôm nay được giao trách nhiệm ở nhà, làm những cái công việc ở nhà và đi cắt cỏ. Thì vừa rồi cháu Trình cùng với lại em Quân với Tài cũng đã đi cắt cỏ xong rồi, và có rủ Tài lên trên nhà của bạn Lập để trao hai thùng mì tôm cho bạn Lập. Thì lên đến đây thì các em lại bắt tay vào những cái công việc phụ giúp bạn Kiên rồi các bác, bạn Lập rồi. Nhìn thấy các em như vậy thì cháu Trình cảm thấy vừa thương vừa nể phục các em, vì là làm rất là giỏi và phải làm những cái công việc như này rất là mệt mỏi luôn. Hôm nào cũng đi làm như thế này thì chẳng có lúc nào mà có thời gian để các em được thảnh thơi cả các bác. Và hôm nay cháu Trình cũng sẽ thông báo với các em một tin vui, và có một chị ở bên Hồng Kông là chị Đỗ Thị Giáng My là có nhắn nhủ với cháu Trình rằng là mong muốn là cho cháu Trình đưa các em nhỏ ở đây xuống huyện để mà mua sắm một hôm đấy, mua những cái đồ dùng gì mà các em cảm thấy là cần, những cái nón bảo hộ này, những cái bộ quần áo, những cái đôi ủng thì sẽ sắm cho các em, các bạn nhỏ ở trên kênh của cháu Trình, như là chị em Sam Kính này, bạn Lập này, bạn Tài này, em Thu này, đấy, em Hải này, em Sử này. Đấy thì cái hoàn cảnh này thì có những cái hoàn cảnh mà cháu Trinh lên chia sẻ đấy, thì chỉ có ba bạn Quân này, Tài, Lập với lại Thu là ở gần nhau thôi, còn em Sam, em Kính với lại em Hải, em Sử là lại ở một xã khác và rất là xa, cho nên là khi mà đưa các em xuống đấy thì cũng cháu Trình khả năng là phải lên chở từng người xuống, từng em xuống đấy các bác, hoặc là có thể thuê một chiếc xe để mà lên đón các em thì rất là tốn kém. Sẽ sớm nhất khả năng là ngày mai hoặc có thể là ngày kia thì cháu Trình sẽ lên đón các em xuống để mà đi sắm những cái đồ dụng, sắm những cái đồ dùng để mà phục vụ cho các em, hỗ trợ các em trong quá trình mà đi làm nương làm rẫy như vậy các bác nhé. Còn một ít nữa thôi thì sẽ để các em cuốc hết rồi đi vào nhà trao cái phần quà sau các bác ạ. Đấy, bây giờ chỉ còn cái thổi này thổi nước thôi là hết rồi. Đấy, phía đằng trên kia là hết rồi đấy các bác. Đấy, khá là mệt đấy. Này thì vẫn còn có những cái dây bí đấy vẫn đang leo đây các bác.
Lập rất là khỏe luôn cô bác. Ba em nhỏ này em nào cũng rất là khỏe. Tắt hết mồ hôi rồi. Đấy. Cứ phải có một người cuốc trước, một người cuốc sau như thế này các bác ạ. Thì làm mới nhanh được, mới hiệu quả được. Đấy, một người đi trước, một người đi sau. May mà trời còn mưa đấy các bác. Mưa thì sẽ mềm hơn và làm sẽ dễ hơn. Khi mà trời nắng thì cuốc rất là cứng và rất là bụi luôn các bác ạ. Thực sự là cháu Trinh cũng chỉ mong sao là có thể giúp đỡ được tất cả những cái bạn nhỏ ở trên vùng cao có cuộc sống tốt hơn và có tuổi thơ sẽ được vui vẻ hơn các bác ạ. Chứ bây giờ như các em như thế này thì tầm tuổi này đã phải đi vào ruộng, vào giấy để làm phụ giúp bố mẹ rồi. Thì các em sẽ có một cái tuổi thơ rất là... kiểu là chỉ có công việc thôi, gắn liền với công việc thôi, làm những cái công việc đồng áng thôi các bác. Chưa đến tuổi lao động mà các em đã phải vác cuốc ra để mà làm rồi. Có quý các bác anh chị hỗ trợ thì cũng chỉ giúp được một phần nào thôi, để mà giúp được các em cả đời thì cũng không thể mà giúp được các em được. Thì những cái công việc như này các em gắn liền với lại các em từ giờ cho đến cuối đời luôn. Nếu mà các em được đi học và có những cái bước tiến trong cái cuộc sống thì may ra các em mới thoát khỏi những cái cảnh phải lao động như thế này các bác ạ. Cuốc như này là rất là mệt luôn các bác, tốn rất là nhiều sức. Đây là em Quân các bác ạ, nhìn dáng người thì rất là gầy gò thôi, nhưng mà những cái công việc và cái sức khỏe của em ấy thì rất là tốt luôn. Và bây giờ em Quân thì được theo cháu Trình với lại anh chị Quyền Yển rồi. Có những cái gì mà em ấy không biết thì cháu Trình với lại anh Quyền sẽ dạy bảo em ấy, để cho em ấy cải thiện về cái con người của em ấy, thì sau này có thể là sẽ thoát khỏi cái cảnh lao động chân tay như vậy các bác ạ. Từ lúc mà các em nghỉ hè đến giờ ấy cô bác, hôm nào cũng phải đi đi vào ruộng để mà làm những cái công việc vất vả như thế này. Đấy, bằng chứng là quý cô bác, cô anh chị có thể nhìn thấy là những cái thửa ruộng từ đây xuống dưới kia là được cuốc hết bờ ruộng hết rồi. Thì các em sẽ, đây không phải là một hộ gia đình mà là có rất là nhiều hộ. Thì hôm nay nhà này làm thì ngày kia, ngày mai nhà kia làm thì sẽ lại đi đổi công nhau, thì sẽ chẳng có ngày nào mà được thảnh thơi, được nghỉ ngơi cả các bác ạ.
những cái ngày hôm trời mưa thì bà con cũng mặc áo mưa để mà đi làm luôn các bác ạ. Làm sao để cho kịp cái mùa vụ, để có thể nhanh chóng làm xong mùa vụ ấy các bác. Rất là vất vả, mà thành quả thì chẳng được bao nhiêu. Nếu mà đùng một cái mà mất mùa đấy các bác, mất mùa thì bà con sẽ lại trắng tay, bao nhiêu công sức là đổ xuống sông, xuống biển đấy các bác. Những cái thờ ruộng thì chỉ có thể đủ để mà cho bà con ăn qua một năm thôi, chẳng đủ để có thể phát triển kinh tế mà có tiền đồng dư đồng vào để mà bán được các bác. Tại vì là ngoài những cái công việc làm ruộng ra, đồng áng ra, thì chẳng có công việc nào mà có thể giúp cải thiện kinh tế đi lên được cả các bác ạ. Đấy, thôi bây giờ cũng muộn rồi, Kiên bảo các bạn nghỉ đi Kiên. Các bạn nghỉ về nhà đi. Xong là anh trao một ít quà cho em. Xong anh lại đi về nhá. Bây giờ cũng gần 6 giờ rồi cô bác ạ, hơn 6 giờ rồi. Thì sẽ để các em nghỉ sớm để mà tớ trình đi trao phần quà của cô Vũ Thị Nga cho em Lập. Đợt trước thì cháu Trình cũng đã mang lên và trao cho hai em, mỗi em là 100 cân gạo đấy cô bác. Đấy, có em Tài với lại em Lập này, xong là có gia đình của ba ông cháu nữa, thì cháu Trình cũng đã lên trao rồi. Còn ba ông cháu thì còn 50 cân nữa, cháu Trinh chỉ mang lên được 50 cân trước thôi. Thì quý cô bác anh chị bảo là sao lại mang lên nhiều thế, mang lên nhiều thế thì sau này bị mốc thì sao. Đấy, những cái khoản đấy thì là của một cô, và cô ấy trao thì muốn cho cháu Trinh lên trao giúp cô ấy thôi. Thì cô ấy muốn trao cho các em thì cháu Trinh sẽ mang lên trao hết. Và quý cô bác sợ mốc là không sợ đâu các bác ạ. Tại vì bà con ở đây gắn liền với lại là đồng áng rồi, và gạo thì dự trữ được rất là lâu và biết cách để mà dự trữ đấy các bác, thì cũng yên tâm thôi các bác ạ. Những hôm trời mưa như thế này thì đi làm còn khá là mát đấy các bác. Không phải rãi nắng, nhưng mà những cái hôm mà trời nắng đấy các bác thì các em đi làm mới rất là tội luôn các bác ạ. Có những hôm mà nắng đến 30 mấy độ mà các em vẫn phơi nắng ở ngoài ruộng ấy. Mưa là ở chỗ nào cũng ướt và rất là kiểu là bẩn đấy các bác. Cứ mưa xuống đi vào ruộng là đất dính đầy vào chân luôn. Nhà của em Lập thì có thiết kế cái chỗ rửa bát, rửa chân, rửa tay. Đấy là ở trong nhà như thế này. Ui, dép là dính đầy đất nhỉ. Cái dép này là mặc đi làm là rách rồi à? Cái loại này mặc đi làm là rách nhanh lắm nhỉ. Đi ủng là tốt nhất các bác ạ. Đi làm ấy. Các em đang rửa chân đây các bác. Có cái cây giếng cũng rất là nhỏ, rất là thấp này các bác. Đây là bà của em Lập. Đây bà của Lập đây các bác.
Hôm nay thì cũng khá là lớn tuổi rồi. Hốc bao ở này. À. Đang nhóm bếp các bác ạ. Khả năng là chắc là nấu cơm rồi. Đấy, bà đang nhóm bếp. Nhóm bếp là ở đây các bác ạ. Nhóm ở bếp như thế này này, cũng rất là gọn gàng đấy các bác. Đây là ngôi nhà của bạn Lập. Ao, rất mẹ ao. Đấy, đây là bố của Lập. Chú là bố của Lập đúng không? Đúng rồi. Cháu xin phép quay phim một chút chú nhé. Và đấy, vừa rồi thì thấy chú đang đi làm ruộng vừa mới về bác ạ. Trước cháu cũng lên và không gặp chú ấy, thì hôm đấy thì gặp mỗi Lập ở nhà thôi, thì cháu cũng được một phần quà của các bác dưới thành phố đấy, dưới xuôi đấy, có hỗ trợ đến với gia đình của chú là 100 cân gạo đấy. Thì hôm đấy là cháu mang lên trao thì không gặp chú ở nhà. Và thì hôm nay gặp chú và nhân tiện đây thì chú có lời nào muốn cảm ơn đến các bác không chú? Vâng, cảm ơn nhá. Rồi. Chú là cũng không biết nói tiếng phổ thông mấy đúng không chú? Không, đúng rồi. Dạ. Đấy, chỉ nói được ít thôi các bác, không nói được nhiều. Đấy, mẹ đâu rồi Lập? À, mẹ vẫn chưa về à? Đấy, ngồi đi, ngồi xuống đi. Nhà của bạn Lập thì so với bạn Tài với lại bạn Quân ấy thì sẽ rộng rãi hơn các bác ạ. Ở đây khả năng là hai bao gạo mà trước cháu Trình mang lên. Đấy, thì bây giờ vẫn còn khá là đầy này các bác. Vẫn chỉ mới bóc và ăn được một ít thôi các bác ạ. Thì để ở đây thì cũng rất là khô ráo và không bị ẩm mốc đâu các bác nhé. Không bị mốc đâu. Đấy, nhiều bác lại sợ này mang lên nhiều quá sợ bị mốc. Đây là em trai của bạn Lập, cái tóc cũng khá là dài rồi nhỉ. Đang là lần sau cháu Trình lên thì sẽ mang tông đơ lên để mà cắt tóc cho các em. Đấy, hôm nay là được một phần quà của cô Vũ Thị Nga. Đấy thì cháu Trình cũng rất là hạnh phúc khi mà được lên và trao những phần quà đến với các em. Đấy, đây là phần quà của cô Vũ Thị Nga, là hôm nay trao cho mình hai hộp mì tôm để mà mình ăn sáng hàng ngày đi làm nhé. Đấy, những cái bộ quần áo còn dính đầy bùn đất, còn chưa thay, chưa kịp thay đấy các bác. Đấy, những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô rồi các bác, ướt hết tóc. Rất là vất vả luôn các em nhỏ. Bạn Tài thì hôm nay là ở nhà đi cắt cỏ này. Sáng thì đi đâu làm gì đấy Tài? Sáng đi nhổ lạc. À, nhổ lạc. Sáng đi nhổ lạc xong trưa thì về đi gặt cắt cỏ đấy các bác. Thì cháu Trinh với lại em Quân có đến và gặp em ấy đang đi cắt cỏ, thì em Quân cũng đi phụ em ấy luôn. Và ra đến đây thì gặp em Kiên cũng đi làm ruộng. Hai em lại đi phụ giúp em ấy, đến giờ mới được nghỉ các bác ạ. Thì cháu Trình cũng muốn là hai em nghỉ sớm để mà lên trao phần quà cho em trước đã. Đấy, bây giờ là đây là phần quà của cô Vũ Thị Nga nhá. Kiên cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga đi. Con cảm ơn cô Vũ Thị Nga. Con rất vui khi nhận được phần quà của cô. Con chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Rồi. Đấy, rất là giỏi. Đây các bác. Đấy thì hôm nay cũng đã trao được khá là nhiều phần quà đến tay của các em nhỏ rồi các bác. Và cháu Trinh cũng đã ghi hình gặp hoàn cảnh nào thì sẽ có một công việc riêng. Và có những cái thước phim thì cháu Trinh cũng đã ghi hình rồi các bác ạ. Đây là bà của Lập này. Đấy, bà thì chắc là cũng không biết nói tiếng phổ thông các bác. Còn mẹ thì đi làm vẫn chưa về các bác ạ. Đứng từ đây thì có thể nhìn thấy một cái view
xuống những cái đồng ruộng. Và khi mà đi làm thì cũng khá là gần đấy các bác, khá là gần, đi mấy bước chân là đến. Tuy nhiên thì ở đây chỉ là một phần thôi, còn phải đi rất là xa nữa. Đấy, nó không phải là tập trung ở một chỗ đấy các bác. Những cái thửa ruộng, những cái miếng đất thì nó khá là cách xa nhau. Đấy, ngôi nhà của em Lập thì tuy nhiên là to hơn đấy, nhưng mà cũng xuống cấp rất là nhiều rồi. Và cũng chẳng, cũng chỉ là những cái cây gỗ mà chặt từ rừng ra về để mà làm thôi, cũng không có cái đồ đạc gì mà giá trị cả các bác ạ. Ba em nhỏ thì gần như là lớn bằng nhau đấy các bác. Em Lập thì ít hơn em Quân với lại em Tài 1 tuổi. Đấy. Còn là em trai của Lập ấy thì đang ngồi với bố ở đằng kia, là bây giờ năm nay là 12 tuổi thì vẫn chưa làm những công việc nặng được, và vẫn chưa theo các anh đi làm ấy các bác, chỉ đi chăn trâu hoặc là làm những cái công việc nhẹ ở nhà thôi. Quân cũng uống nước chè Quân. Đấy, hôm nay là theo anh cả ngày thì có mệt chưa? Mệt rồi. Mệt rồi đúng không? Đấy, bây giờ cũng 6 giờ rồi mà. Hôm nay là đi được khá là nhiều hoàn cảnh các bác ạ. Sáng sớm thì cháu Trình đi vào nhà của bé Tuấn Viện này. Xong là đi thăm bà ngoại của em Quân. Xong rồi lại ra đến nhà bạn Tài. Đấy, đến bây giờ thì đến nhà của bạn Lập và cũng đã trao quà cho bạn ấy rồi. Đấy, bây giờ thì tranh thủ sớm đi tắm rửa xong là thay quần áo đi nhá. Tối là bắt đầu lạnh rồi đấy, ở trên này đấy, mưa nhiều là tối lạnh lắm các bác. Tầm này là vẫn còn bây giờ trong người vẫn còn nóng ấy. Bây giờ thì cháu Trinh sẽ lại tạm biệt em nhỏ và sẽ lại di chuyển đi về thôi các bác. Nào bây giờ là Lập và chào các ông các bà để anh đi về nào. Con chào các ông các bà. Rồi, Tài nào. Con chào các ông các bà. Rồi, còn có một vấn đề nữa là anh chưa thông báo với lại các em là khả năng là tầm ngày mai hoặc là ngày kia thì anh sẽ tổ chức cho các em một buổi để mà dẫn các em xuống huyện, xong là cho các em mua những cái bộ quần áo mới, những cái nón này, cái đội ủng để phục vụ cho cái công việc mà mình đi vào ruộng làm những công việc nhá. Đấy thì khi nào mà anh lên thì anh sẽ lại thông báo, rồi cho Quân nói với các em nhá để chuẩn bị, xong là đưa các em xuống. Đấy. Nào Tài bây giờ là chào các bà đi. Con chào các bà. Rồi. Con chào các bà. Rồi. Hoa cái vàng xin phép được kết thúc nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Đây là những cây giảo của Lam mà được thu gom từ các bác đi rừng về các bác nhé. Thì cháu Trình thu gom về xong là sẽ lấy phơi khô như thế này. Đấy, cắt nhỏ ra và phơi khô như thế này các bác ạ, phơi hoàn toàn bằng ánh nắng mặt trời các bác nhé. Đấy. Quý các bác anh chị quan tâm và ủng hộ thì có thể liên hệ với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi trên màn hình để cháu Trình tư vấn và bán những cái sản phẩm ở trên vùng cao đến với tất cả quý các bác anh chị. Cảm ơn quý các bác anh chị rất là nhiều.